trời nướng cái da cá nhìn thấy ngon. Làm gì em khỏi khỏi giò xương luôn này ha. Thì cái lóc nướng này, nướng mỡ hành, cái lóc nướng hành. Này là cá nướng, cá lóc nướng mỡ hành. Mỡ hành xong thì bỏ đậu phộng lên nữa. Cá lóc bắt ao sau nhà, rau ở trong vườn. Cây nhà lá vườn đó hả? Cây nhà lá vườn đó nha. Cá lóc ở ao sau nhà đó. Xà lách nhà trồng, rau thơm nhà trồng. Mọi thứ rau biết là ở nhà trồng hết đó. Còn cá. Cá này bắt sao? Cá này bắt ở ao sau nhà luôn. Sau nhà luôn hả? Để rau. Như còn và mắm nêm nữa. Nói tội cô Ly, từ ngày cô Ly qua tới Mỹ tới giờ chưa bao giờ. Hey, thưa các bạn, các bạn bên này thấy cái dung nhan của ông già không? Đó, sau khi mà đi thông tin về rồi thì bữa nay mình được người ta đãi cá lóc nướng chui các bạn ơi. Cá lóc bữa nay đó là hai con cá lóc, mỗi con là 10 pound. Ăn không biết là có bốn người mà không biết ăn hết hai cá lóc thì không. Thấy cái gì làm bỏ rồi trơn á nè. Sang quá, dân Mỹ ăn cá lóc sao mà sang dữ vậy. Lấy nạc không, xương sẩu rồi dục rồi trơn á nè. Đầu đuôi gì chặt dục rồi trơn á nè. Không có để lại toàn là nạc không à. Cá lóc không thiếu hai cái má. Ta nướng ta phải có hai cái má. Còn cái này chỉ lóc nạc ra nướng đấy không à. Trời ơi, sang gì đâu. Bữa nay là tại vì sau khi mình đi bệnh viện tim về, mình không ăn được thịt bò. Thành ra mình chỉ ăn được cá lóc thôi các bạn ơi. Bên này từ tháng này trở đi là mùa cá lóc. Như các bạn biết tại Washington DC cũng như là Maryland, ở bên này là chính phủ, mà nói chung là toàn nước Mỹ khuyến khích người ta đi săn bắt cá lóc. Có những điều giờ, nhưng điều bắt gọi là diệt luôn đó. Nhưng với điều kiện là khi các bạn câu hoặc là các bạn làm cái gì đó mà bắt lên bờ là các bạn phải làm cho nó chết tại chỗ thì các bạn mới được vận chuyển đi về nhà. Chứ nếu mà các bạn mà để con cá lóc mà còn sống nguyên dạng để mà cảnh sát mà nó thấy được là nó phạt các bạn nha. Các bạn nhớ điều đó nha. Là tại vì cái loại cá lóc này á là một dạng cá lóc, nó là cá dữ, nó giết hại cái hệ sinh thái của những dòng sông Potomac ở Washington DC và nó sinh sôi nảy nở rất là nhanh thưa các bạn. Chính vì thế mà chính quyền người ta khuyến khích những cư dân ở vùng DC Maryland ra sức để mà bắt diệt cái loài gì cá lóc này. Và tháng này là cái tháng mà người Việt Nam ở vùng nơi chúng tôi ở, họ rất thích để mà mua cá lóc về, có dịp để nướng lên hoặc là nấu canh chua. Như bà nhà tôi thì thích nấu canh chua, rồi cá lóc kho tộ. Tuyệt vời lắm các bạn ơi. Như điều cá lóc ở bên này á, nó có một đặc điểm nữa là cái thịt của nó đó, nó rất là chắc dai.
chứ không có bở như là cá lóc của Việt Nam hiện tại bây giờ. Cá lóc ở bên đây là hiện tại bây giờ các bạn khi mà làm lên rồi đó, cái thịt nó rất là chắc và dai. Cái thịt của nó là thưa các bạn, còn cá lóc của Việt Nam thì chúng ta thấy nó bở, ở đây thì nó không có bở đâu. Có nghĩa là chứng tỏ này, nó sống lâu năm và nó dễ dùng tự do trên cái dòng sông nước, dòng sông tại nơi đây, cho nên là nó mạnh khỏe và nó rất là dễ như các bạn. Ngày hôm nay tôi cũng cảm ơn bà xã tôi rồi vợ chồng công ty mừng ngày trở về sau khi đi thăm bệnh viện tim. Thông tin thì không ăn thịt bò thì bây giờ mình ăn cá lóc. Rồi mời các bạn cùng chúng tôi tham gia bữa tiệc cá lóc nha. Đây, các bạn thấy không? Cá lóc ở Mỹ nè. Đó. Cá lóc ở Mỹ mà nó bự cỡ này nè. Miếng lóc ra một bên á. Một con nạc không á nha, xương sẩu rồi còn có đó. Con này là gần 10 bao á các bạn. Mùa này là trời chúng tôi được ăn cá lóc. Cá lóc ở nơi chúng tôi ở, nơi vùng chúng tôi ở. Hôm nay chỉ có 4 người thôi, ăn 2 con cá lóc. Ở nhà chồng mình chồng nó chê rồi. Nắm tay chi cho vướng bệnh. Mai mà không nắm tay được 3 đứa, 3 thằng. Dạ đúng. Sao ăn không nhỏ. Rồi sầu của ảnh á.